Anh Việt xin được gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý vị đang lắng nghe chương trình bình luận và chia sẻ tin tức trên channel của Thân Việt. Hôm nay trong tập 521 xin gửi đến quý vị chủ đề ghét chứ không oán. Pháp luật phân minh. Điểm bất cập về 60 ngày gia hạn cho bà PH. Thưa quý vị, người ta nói rằng pháp luật đó quý vị đôi khi nó rất là cứng. Nhưng quý vị cứng. Cứng nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là đối với mọi người pháp luật được áp dụng một cách công bằng không ai đứng trên pháp luật và chỉ có những cái điểm mà người ta nhẹ đi một chút khi có những cái điểm tăng nặng hay là giảm nhẹ tùy theo cái uh, cá nhân uh, cái bị cáo đang đối mặt với cái bản án thì lúc đó người ta sẽ có những cái điểm tăng nặng hoặc là giảm nhẹ nhưng mà ngay ở cái thời điểm đưa ra xét xử thì pháp à, luật phải được áp dụng một cách công bằng luật là luật luật ra đời thì phải được sử dụng đúng không quý vị ở đây à, có lẽ là cùng với tất cả quý vị khán giả của thanh việt chúng ta đều có một cái nhận định aph đã sai Và phải gọi là cực kỳ sai sai hoàn toàn chúng ta không có một cái thiện cảm dành cho bà. Hoàn toàn không. Ghét. Nhưng chúng ta không oán. Áp dụng một cách công bằng. Tội như thế nào, mức độ như thế nào sẽ được áp dụng một cách đúng luật, luật pháp của Việt Nam. Trong chương trình ngày hôm nay thì Thanh Việt muốn trao đổi với quý vị cái 60 ngày gia hạn vừa được Tòa án Nhân dân tp Minh áp dụng. Nó có một vài điểm bất cập thì ngày hôm nay thanh việt xin được trình bày với quý vị nhưng à, trước khi nói về cái đó thì à, chúng ta hãy à, cùng nhau trao đổi khoảng 5 phút nói về những cái số lần bà ph đã bị gia hạn ở đây đó quý vị chúng ta để ý đến nó có hai loại gia hạn gia hạn vì à, cái việc điều tra cái việc à, xem xét tình hình đọc hồ sơ nó chưa được hoàn tất, vì vậy người ta mới gia hạn. Và trong cái thời gian gia hạn đó đó quý vị, những quý vị, thì cái việc tạm giam nếu nó được áp dụng thì nó sẽ được áp dụng sâu suốt thưa quý vị, trong cái quá trình này. Thì đầu tiên chúng ta thấy rằng thanh việc để cho quý vị thấy là cái số thứ tự rồi đến ngày, rồi đến cơ quan tố tụng, rồi đến loại hồ sơ liên quan với cái quá trình đó cái thời gian gia hạn và cái lý do gia hạn. Thì vào tháng 3 năm 2022, PC01 cơ quan điều tra đã khởi tố tạm giam bà PH. Quá trình tạm giam sẽ kéo dài 3 tháng. Đến tháng 6 vừa đúng hết cái thời gian mà tạm giam đó quý vị thì PC01 họ phải gia hạn. Lý do gia hạn là vì cần phải tiếp tục điều tra à, vì cái hồ sơ nó quá phức tạp và thời hạn gia hạn là 2 tháng. Đến tháng 8 năm 2022, 2 tháng sau, có nghĩa là cái thời gian gia hạn nó tạm giam nó vừa chấm dứt. Thì bên của PC01 họ cũng hoàn tất luôn cái kết luận điều tra. Đây là cái kết luận điều tra thứ nhất và gửi cho Viện Kiểm sát. Ở cái thời điểm này đó quý vị, thì Viện Kiểm sát nghiên cứu hồ sơ vụ án, nên họ cần phải có đủ 19 ngày khoảng đó để nghiên cứu hồ sơ. Nha quý vị, 19 ngày để nghiên cứu hồ sơ. Thì để có được 19 ngày đó, bà PH, một là tại ngoại, hai là tiếp tục ở trong T29 cộng 1, và bên Viện Kiểm sát họ đã quyết định, bà PH cần phải được tách rời khỏi xã hội về những cái hành vi trong quá khứ của bà Nên họ nói rằng, chúng tôi cần 19 ngày để nghiên cứu hồ sơ cái kết luận điều tra. Và trong thời điểm này, bà PH phải tiếp tục bị gia hạn. Gia hạn ở trong T29 cộng 1. Đúng không quý vị? Rồi, 19 ngày sau, 3 tuần sau, vào tháng 9 năm 2022, thì Viện Kiểm sát quyết định trả hồ sơ. Vì theo Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh họ nói rằng cái yếu tố đồng phạm là không có. Và bên Bình Dương họ cũng đang khởi tố vụ án này. Vì thế cần phải kết hợp nhập hai vụ án lại thành một. Đó là hai cái lý do đồng phạm và nhập vụ án. Đó là cái lý do mà họ cần phải trả hồ sơ. Cần hai tháng để cho bên PC01 thực hiện cái công việc này. Tháng 11 năm 2022, kết thúc cái thời hạn cho phép. PC01 họ gửi cái kết luận điều tra thứ hai về cho Viện Kiểm sát. Viện Kiểm sát lần này không gia hạn 19 ngày nữa mà họ đọc. Sau đó thì họ trả lại hồ sơ lần thứ hai. Thưa quý vị, tại sao mà họ không trả hồ sơ, à, họ không à, à, gia hạn à, à, trong T29-1 cho à, PH trong thời gian mà họ đọc hồ sơ như lần đầu? Thưa quý vị, vì bên PC-01 họ hoàn tất, nha quý vị, họ hoàn tất cái việc, à, cái lời yêu cầu của Viện Kiểm sát Nên à, trước cái thời hạn 2 tháng, nên khi mà họ gửi hồ sơ cho viện kiểm sát đó quý vị, thì viện kiểm sát vẫn còn cái thời gian để đọc mà nó không lố cái hai tháng đó. Vì vậy, sau khi đọc xong, thì họ quyết định, ồ, oh, không được, xí, vẫn còn thiếu kiếu tố đồng phạm. Và họ trả hồ sơ lần thứ hai. Dĩ nhiên là sau khi đọc và trả hồ sơ, thì bắt buộc họ phải gia hạn vì lần này cái hạn hai tháng đã chấm dứt. Lần này họ lại tiếp tục gia hạn hai tháng nữa, Chúng ta cần phải để ý những cái yếu tố chỗ này nha quý vị. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là cái việc mà gia hạn đó là khi mà nó hết rồi thì mới gia hạn. Còn nếu mà nó còn thời gian đó quý vị thì không có gì mà phải gia hạn. Đúng không quý vị? Đây là một yếu tố hết sức là quan trọng. Vì mọi người cứ hỏi rằng, ủa tại sao có gia hạn? Một trong những yếu tố gia hạn là vì dùng hết thời gian. Chẳng hạn như PC01 dùng hết hai tháng người ta cho phép để điều tra thì sắp hết cái ngày mà hai tháng đó quý vị thì bắt buộc PC01 phải gia hạn nó là như vậy còn ví dụ PC01 không dùng hết hai tháng mà đã hoàn tất được hồ sơ thì họ nộp hồ sơ lên cho bên viện kiểm sát lúc này viện kiểm sát thấy chưa hết cái thời hạn tạm giam vì vậy họ không cần phải gia hạn không cần đó là cái lý do nha quý vị gia hạn là một cái động từ khi nào mình dùng hết cái thời gian thì mình mới gia hạn. Rồi. Lần thứ 7. Nó rơi vào ngày 4 tháng 4 à xin lỗi đi tháng 4 năm 2023. Thế thì phải uh, trả lại một chút đó là lần thứ 6. Tháng 2 năm 2023. Viện kiểm sát nhận được cái hồ sơ của bên PC01, kết luận điều tra lần thứ 3. Họ đọc xong họ cũng trả hồ sơ và họ không cần phải gia hạn trong cái thời gian mà họ đọc. Vì một lần nữa, bên PC01, họ cũng hoàn tất hồ sơ trước khi mà cái hạn 2 tháng đã chấm dứt. Đúng không, quý vị? Đó, thì lần này họ trả hồ sơ với cái lý do là tiến sĩ luật trò trời không bị khởi tố. Mà họ thấy có cái yếu tố uh, cần phải được uh, khởi tố cái vị này, nên họ trả hồ sơ lại cho PC01. PC01 lần này thì thật sự phải cần thêm 2 tháng nữa để kết thúc. Và vào tháng 4 năm 2023, khi mà PC01 hoàn tất cái kết luận điều tra lần thứ tư, nhưng quý vị, thì Viện Kiểm sát lần này họ yêu cầu cần 10 ngày. Để làm cái gì? 10 ngày này để làm cái cáo trạng truy tố. Và PH cùng đồng phạm. Họ dùng hết 10 ngày để hoàn tất cái cáo trạng. Và dĩ nhiên là khi mà 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 là, là cái gì đó quý vị, hoàn tất được cái cáo trạng rồi gửi đi thì bắt buộc trong cái khoảng thời gian này nó hết cái hạn à, trong 29 cộng 1 rồi thì bắt buộc một là gia hạn, hai là phải để ba PH được tại ngoại. Bắt buộc một lần nữa, viện kiểm sát À, xin lỗi quý vị, là bên của à, Viện Kiểm sát đúng rồi quý vị, Viện Kiểm sát họ phải gia hạn 19 ngày. Đây là cái khoảng thời gian mà để cho tòa án nhận được hồ sơ, nghiên cứu, nhưng quý vị, đã, để có cái thời gian làm quen về cái vụ án này. Và cái lần sau cùng, tháng 5 vừa qua, tháng 5 năm 2023, tòa án lúc này đang nắm giữ hồ sơ vụ án đã chạy đến cái giai đoạn sau cùng, đó là giai đoạn chuẩn bị xét xử. Và để chuẩn bị xét xử thì tòa án đã gia hạn cho bà PH ở trong T29 cộng 1 hai tháng chờ. Hai tháng chờ. Như vậy là chúng ta thấy có bao nhiêu lần gia hạn cho việc bà PH ở trong đó. Thưa quý vị, là 8 lần. 8 lần nếu mà chúng ta phân biệt cái chuyện mà gia hạn để tiếp tục điều tra để tiếp tục uh, uh, viết cáo trạng để tiếp tục nghiên cứu hồ sơ bởi từng cơ quan tiến hành tố tụng với cái việc mà gia hạn uh, giữ bài PH đó quý vị đó thì chúng ta sẽ thấy là số lần nữa ít đi 8 lần nhưng nếu mà cộng lại hai lần với nhau thì chắc chắn cái khoảng thời gian mà Thanh Việt vừa trình bày với quý vị là đủ 8 lần. Một số báo chí họ đề 5 lần, 6 lần, 7 lần. Đó là tùy theo cách định nghĩa gia hạn việc gì. Gia hạn nó mới chỉ là động từ. Gia hạn thì gia hạn chuyện gì? Nhưng quý vị rồi mới tính. Chứ không phải là cứ 7 lần gia hạn, 5 lần gia hạn. À, vậy thì nó sai. Nhưng quý vị, gia hạn chuyện gì? À, gia hạn chuyện gì? Còn nếu mà quý vị nào đến mất hơn nữa, hơn 7 lần nữa quý vị, thì do đến thiếu. Còn đây là toàn bộ chính xác những cái lần mà bà ta được bị gia hạn. Một số lần gia hạn thì có trong bộ luật tố tụng hình sự. Nhưng một số thì không. Lý do chẳng hạn như là viện kiểm sát chỉ được trả hồ sơ 2 lần, nhưng viện kiểm sát đã trả hồ sơ 3 lần. Chẳng hạn như vậy. Hoặc là một số lần gia hạn là vì cái thời gian mà PC01 đã dùng nó quá cái thời gian cho phép hoặc là gần đến cái thời gian cho phép rồi. Làm cho cái cơ quan kế tiếp chẳng hạn như viện kiểm sát hoặc là tòa án nhân dân không đủ thời gian. Vì vậy họ cần phải có một cái thời gian gia hạn nhỏ nào đó. Chẳng hạn như bên viện kiểm sát họ đã dùng đủ 10 ngày để làm cái bản cáo trạng và bắt buộc kính thưa quý vị, hết 10 ngày đó rồi thì một đưa bà ta về hay giữ bà ta lại. Đúng không quý vị? Vì nếu mà không có một cái quyết định thì bà ta sẽ được đi về. Từ vì cái thời gian nó hết, bên các cơ quan tiến hành tố tụng đã dùng hết cái thời gian cho phép, chứ không phải là dùng ít hơn. Nên là không có thời gian mà để đọc, để, để chuyển hồ sơ thế này thế nào. Đó là một trong những cái lý do mà nó gọi là không nằm trong à, những cái điều luật của bộ luật tố tụng hình sự. Rồi, Bây giờ mình đi vào cái điểm chính của chương trình ngày hôm nay. Đó là cái chuyện 60 ngày. Vào tháng 5 năm 2023 vừa qua, thì Tòa án Nhân dân TP.HCM đã bước vào cái giai đoạn chuẩn bị vụ xét xử và đã gia hạn 2 tháng. Như vậy nó rơi vào trường hợp như thế nào, kính thưa quý vị? Lúc mà Thanh Việt đọc cái hai tháng đó, thì uh, theo cái điều luật của bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 hai tháng trong quá trình để chuẩn bị xét xử nó phải rơi vào một cái điều gì quý vị đó là cái vụ án này nó trở thành rất nghiêm trọng chứ không thể nào nghiêm trọng khi là thanh việc thấy rằng bên tòa họ yêu cầu hai tháng để chuẩn bị thì đây là một vụ án nghiêm trọng hồ sơ quá nhiều còn hồ sơ ít thì vụ án không nghiêm trọng. Còn hồ sơ quá nhiều thì phải là rất nghiêm trọng. Đúng không quý vị? Rồi. Tuy nhiên, báo thanh niên họ đã đăng tải một cái dòng như thế này. Theo lãnh đạo Tòa Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, bị can PH bị truy tố ở khoảng 2 à, của điều 331. Đây là một thuộc, trường hợp thuộc tội phạm nghiêm trọng chứ không phải rất nghiêm trọng nên thời hạn chuẩn bị xét xử của tòa sẽ là 2 tháng. Cái điều này nó trái ngược hoàn toàn với cái lời tiên đoán của Thanh Việt. Là làm sao quý vị? Là cái hành vi vi phạm được đổi từ nghiêm trọng sang rất nghiêm trọng. Nhưng thật sự, bên tòa thì lại cho rằng họ vẫn chưa đổi. Nó vẫn nằm ở cái nghiêm trọng, chứ không phải rất nghiêm trọng. Mà nghiêm trọng thì có 45 ngày chứ không thể nào nghiêm trọng mà là 60 ngày thì thưa quý vị đây là một trong những cái lý do bên của một vị luật sư nhưng quý vị họ giải thích như thế này thì Thanh Việt xin uh, uh, được phép trao đổi với quý vị cái lời giải thích của cái uh, vị này trước nhưng quý vị rồi Thanh Việt sẽ cho uh, trao đổi ý kiến của mình đó là vị tiến sĩ luật sư cường à, trưởng văn phòng luật sư chính pháp tại Hà Nội. Đây là một vị luật sư báo chí thường hay liên lạc khi à, gặp phải những cái vấn đề mà cần sự đóng góp ý kiến tham khảo ý kiến từ luật sư nên các báo chí đã hay liên lạc với luật sư cường. Những quý vị, ông cũng là một người đang giảng dạy tại một trường đại học không phải đại học luật Hà Nội nhưng quý vị nhé một trường đại học bình thường thôi nhưng à, ông dạy về luật và là trưởng văn phòng luật sư có văn phòng riêng của mình văn phòng chính pháp tại Hà Nội theo luật sư cường thì ông nhận định như thế này tòa án cấp sơ thẩm ra hạn tạm giam các bị can thời hạn 60 ngày là có căn cứ và phù hợp với quy định của pháp luật để đảm bảo cho sinh hoạt sex cho hoạt động xét xử được diễn ra thuận lợi đúng quy luật đúng quy định pháp luật đó là theo vị luật sư cường này là cái 60 ngày đó hoàn toàn đúng đối với thanh việt thì nó có cái gì sai sai nhưng đối với vị này thì hoàn toàn đúng ở cái mức độ là nghiêm trọng rồi để xem vị luật sư này tiếp tục giải thích làm sao theo quy định thời hạn Tạm giam bị can để điều tra không quá 2 tháng, đối với tội ít nghiêm trọng, không quá 3 tháng à, đối với tội phạm nghiêm trọng, không quá 4 tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng, hoặc là đặc biệt nghiêm trọng. Trường hợp vụ án có nhiều tình tiết phức tạp sẽ cần phải có thời gian dài cho việc điều tra không có căn cứ để thay đổi hoặc hủy bỏ, à, thì chậm nhất là 10 ngày trước khi hết hạn tạm giam cơ quan điều tra phải có văn bản đề nghị viện kiểm sát gia hạn tạm giam. Thưa quý vị, đây là những lời giải thích thuộc cái giai đoạn điều tra. Nhớ quý vị nha, đó là giai đoạn đầu tiên thì bên PC01 và viện kiểm sát đã theo đúng cái điều luật này rất là kỹ càng. thành việc không có cái điều gì để nói về cái câu chuyện này. Nhưng mà chúng ta hiểu rõ bây giờ vụ án đang nằm ở cái giai đoạn nào quý vị? Chuẩn bị xét xử. Vì vậy coi thử luật sư này họ giải thích làm sao. Bộ Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định thời hạn tạm giam để tòa chuẩn bị xét xử. Đây nha quý vị nha. Không được quá thời hạn chuẩn bị xét xử quy định tại khoảng 1 điều 277. Nghĩa là sao quý vị? Trong điều 277 này họ quy định như thế này. Trong thời hạn 30 ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng, 45 ngày đối với tội phạm nghiêm trọng, tức là trường hợp của bà PH. Đúng không quý vị? À đúng rồi nha. Rồi, đối với vụ án phức tạp, chánh án, tòa án có thể quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử nhưng không quá 15 ngày đối với tội phạm nghiêm trọng và không quá ba à, à, nghiêm trọng và tội phạm à, à, tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm trọng và ba chục ngày đối với tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng như vậy theo điều điều 1 đã à, xin lỗi bị điều 277 khoảng 1 thì là cái thời gian tạm giam trong quá trình chuẩn bị xét xử không được quá cái thời hạn cho phép để chuẩn bị vụ xét xử đã, và để chuẩn bị vụ xét xử với một tội phạm nghiêm trọng thì là 45 ngày à, rồi sau sau đó trong một cái khoảng nữa họ đề rằng Tránh án tòa án có thể quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử, nhưng không quá 15 ngày. Đối với tội phạm nghiêm trọng. À, đó là theo vị luật sư Cường. Nhờ quý vị, rồi vị, vị luật sư đã kết luận như thế này. Đối với vụ án được trả lại để yêu cầu điều tra bổ sung, thì trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận lại hồ sơ, có nghĩa là nếu mà thẩm phán cảm thấy rằng trả lại hồ sơ đó thì trả lại cho viện kiểm sát. Nhưng quý vị. Thì ông nói tiếp rằng trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận lại hồ sơ được trả lại bởi viên kiểm sát đó thì thẩm phán phải đưa ra quyết định xét xử. À, phải đưa ra xét xử. À, như vậy, với vụ án nghiêm trọng như là vụ án của bà PH vị này kết luận thì thời hạn xét xử cho đến khi mở phiên tòa của tòa cấp sơ thẩm là 75 ngày. À, vị kết luận là 75 ngày. Nếu trường hợp bất khả kháng thì có thể kéo dài đến 90 ngày. Trong trường hợp này thì tòa phải à, thì tòa án có quyền áp dụng biện pháp tạm giam đối với bị can để đảm bảo cho việc xét xử thuận lợi. Đó là lời trả lời của luật sư Cương ở Hà Nội cho rằng 60 ngày với cái tội phạm nghiêm trọng, hành vi vi phạm nghiêm trọng là hợp lý. Đáng lẽ là còn có thể lên được tới 75 ngày hoặc 90 ngày. vậy thì cho phép thanh việt đầu tiên được có chút ý kiến về cái câu chuyện này. À, thanh việt hoàn toàn phản đối cách giải thích của uh, vị luật sư này. nhưng quý vị, ông um, có một cái gì đó nó hơi bị gò ép về cái con số cộng trừ nhân chi. có nghĩa là sao quý vị? nó ở cái uh, khoảng nó gọi là, à gà ra trước hay trứng ra trước? Đó là cái lời giải thích cho quý vị nha. Thì đây, đối với luật sư Cường, với cái hành vi nghiêm trọng, chuẩn bị xét xử được cho phép là 45 ngày. Tức là vị thẩm phán, à, chủ tịch, chủ tòa của phiên tòa đó quý vị, được 45 ngày để chuẩn bị. Nếu mà vụ án này quá phức tạp và cần phải được gia hạn thì có thêm được 15 ngày nữa thì tổng cộng là 60 ngày. Nhưng mà quý vị nhớ rõ vị này giải thích ở cái quan điểm gì quý vị? Có nghĩa là gia hạn trước khi mà cái thời hạn nó hết. Thì vị mới cộng lại chứ quý vị, 45 cộng 15 là được 60 ngày. Rồi vị này kết luận rằng ồ oh, 60 ngày đã đúng như là à à toán như do thành phố Hồ Chí Minh nói. Nó có gì hơi sai sai đúng không quý vị? Tại vì gia hạn định nghĩa là gì quý vị? Là mình dùng hết cái thời thời hạn đó rồi. Cái bằng lái xe mà nó 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 hết hạn thì mình phải đi gia hạn. Chứ không lẽ mình vừa mới vừa mới nhận được cái bằng lái xe ngày hôm nay mà mình đi gia hạn hả quý vị? Đúng không quý vị? Bao giờ nó gần hết thì mới đi gia hạn. Chứ không phải chờ đến hết nữa quý vị. Gần hết thì đi gia hạn. Chứ không phải vừa mới nhận được cái bằng lái xe thì đem đi gia hạn. Tương tự như vậy. Chưa dùng hết cái thời gian người ta cho phép để chuẩn bị xét xử là 45 ngày. Thì không có một cái câu chuyện gì mà lại cho rằng gia hạn trước đi cho nó chắc ăn. Như vậy thì nó không theo đúng à, một cái uh, bộ luật khác. Thanh Việt sẽ giải thích trong cái phần sau. Nhưng quý vị là không được phép gia hạn khi chưa dùng hết thời gian. Vì nếu gia hạn trước như vậy thì nó gặp những cái vấn đề gì thì tí nữa thành việc sẽ giải thích rồi cái vị luật sư cường này tiếp tục giải thích như thế này nếu mà vị thẩm phán đó trả hồ sơ thì cái vấn đề này thành Việt đã giải thích cho quý vị rất là nhiều lần cái khả năng trả hồ sơ khá là cao đấy khá là cao nhá trả hồ sơ khá là cao và nếu vị thẩm phán này trả hồ sơ thì khi mà vị thẩm phán này nhận lại được hồ sơ từ viện kiểm sát thì ông có được 15 ngày để đem ra xét xử. Rồi cái vị luật sư cường này vị cộng lại 60 ngày từ ở bên trên cộng với 15 ngày từ ngày trở ra xét xử, vậy tổng cộng là 75 ngày. Thì vị kết luận rằng ồ mở phiên tòa của tòa cấp sơ thẩm là 75 ngày. Thời hạn xét xử cho đến khi mở phiên tòa là 75 ngày. Rồi, có những trường hợp vì những trở ngại khách quan thì 30 ngày. Như vậy, tổng cộng là 60 ngày, cộng thêm 30 ngày nữa, nhưng quý vị, là được 90 ngày. Vị này kết luận rằng, à, nếu trường hợp bất khả kháng thì có thể kéo dài đến 30 ngày. Bất khả kháng thì kéo dài đến 30 ngày nữa, tổng cộng là 90 ngày. Anh Việt phải dùng ở đây một cái câu là lạy đứng ở ân trên. Vị? Tại vì tính kiểu này thì nó nguy. Nguy không phải cho chúng ta. Nhưng mà nó có một cái sự bất công cho bị can bị cao. Một số quý vị sẽ cho rằng Ồ, oh, bị can bị cáo còn gì và có quyền gì nữa. Mất hết quyền rồi. Thưa quý vị, không hẳn là như vậy. Khi mà một ai đó mà cho rằng, ồ, cái vị đó đáng ghét thiệt, cái vị đó làm những cái hành động như thế này thế này. Nhưng thưa quý vị, đó chỉ là cảm xúc, quan điểm cá nhân. Còn khi mà đã đem ra tới luật pháp và một phiên tòa, thì thưa quý vị, cảm xúc phải để qua một bên. Đâu quý vị, cảm xúc phải để qua một bên. Luật là luật. Còn khi nào mà à, có một cái cảm xúc vào, thì nó nằm ở một cái giai đoạn khác, rất gọi là tình tiết giảm nhẹ. Nếu mà tìm thấy được còn tính kiểu này đó quý vị, thì nguy to cho bị hại. À xin lỗi vì cho bị can. Hoặc bị cáo. Chính xác là bị cáo đang ở giai đoạn xét xử mà. Chuẩn bị xét xử mà. Bị cáo. Từ vì chưa hết hạn mà đã tính trước. Nhưng mà khổ một nỗi này nè quý vị. Vì luật sư này tính 15 ngày thêm vào. Từ ngày mà nhận lại được hồ sơ nếu trả hồ sơ cho việc kiểm sát nhưng vị quên rằng ủa không lẽ viện kiểm sát nhật này hôm nay rồi buổi chiều là trả lại hồ sơ liền cho bên tòa hay sao thưa quý vị làm gì có chuyện đó viện kiểm sát nhận lại hồ sơ thì viện kiểm sát cần phải có thời gian để tiến hành xem xét nghiên cứu mới trả lời được chứ và thời gian mà họ cho phép là một tháng tối đa là một tháng để viện kiểm sát nghiên cứu hồ sơ rồi, điểm nữa. Vị luật sư này lại quên nữa. Là tòa được trả hồ sơ hai lần. Thẩm phán trả một lần, hội đồng xét xử trả một lần, tổng cộng là hai lần. Hai lần như vậy thì viện kiểm sát được tổng cộng là hai tháng để giải quyết vấn đề. Như vậy, tổng cộng là gì? Tổng cộng là 90 ngày như quý vị đã nói, cộng với hai tháng nếu trả hồ sơ hai lần. Rồi cộng với 15 ngày là cái thời gian mà tòa đọc cái hồ sơ mà viện kiểm sát trả lại. Nè, trả lần thứ hai đó quý vị nha. Vậy tổng cộng nó là cái gì quý vị? Vậy tổng cộng là cái gì? Vậy tổng cộng nó là 165 ngày. Tối đa cho vòng sơ thẩm. 165 ngày thời hạn tối đa cho cái vụ án nghiêm trọng. Chứ không phải là 90 ngày. Một số quý vị tưởng tượng rằng ồ bây giờ mới có 60 ngày là mới có sáu à, chục ngày thôi. Nhưng mà thưa quý vị, tối đa nha quý vị nha, để trước khi mà thấy được một phiên xử đó lên cái con số mà cực khung nữa đó quý vị, cực khung 165 ngày. Chứ không phải 90 ngày như vị luật sư này nói. Tuy nhiên, cái điểm ở đây là không phải đi giải thích cái vấn đề 165 ngày hay 90 ngày. Thành việc chỉ mới có phân tích cái điểm sai sai ở cái vấn đề mà vị này đề 75 ngày hoặc là 90 ngày. Nhưng thật sự nó sai ngay ở cái phút ban đầu khi đi giải thích. Khi cho rằng nghiêm trọng chuẩn bị vụ án được 45 ngày. Rồi cộng thêm nếu phức tạp là 15 ngày nữa. 45 cộng 15 là 60 đúng ngay con số mà vị thẩm phán vừa mới đưa ra để gia hạn chính xác luôn đúng không quý vị thì thưa quý vị điều đó là không được trước khi giải thích cho quý vị điều đó không được tại sao thì cho phép thân việc được uống một tí nước và quý vị nào đang lắng nghe thì xin mời quý vị nhớ bấm nút like cũng như để lại lời bình luận cho chương trình được phát triển thân việc xin cảm ơn được cảm ơn tới quý vị rất là nhiều Bây giờ chúng ta trở lại cái yếu tố là 60 ngày gia hạn nó nằm trong hai cái con số cộng lại. Chuẩn bị xét xử 45 ngày cho vụ án nghiêm trọng. Gia hạn nếu phức tạp là 15 ngày. 45 cộng 15 là 60. Vậy là mình thực hiện cái vấn đề gì quý vị? Gia hạn ngay lập tức trước khi mà thời hạn hết. Vậy có đúng hay không? Thưa quý vị, hãy làm một cái định nghĩa đơn giản nhất đi. Gia hạn là cái gì? Gia hạn là một cái động tác khi anh và chị hay hay chị đã sử dụng hết cái thời gian cho phép ban đầu. Nhưng anh chị vẫn chưa hoàn tất cái công việc được giao phó. Thưa quý vị, à, sử dùng hết thời gian rồi mà chưa hoàn tất được công việc thì lúc đó mình cần phải kéo dài thời gian ra Như quý vị kéo dài thời gian ra mà để kéo dài thời gian ra thì mình làm cái gì mình phải gia hạn gia hạn là một cái hành động một cái động tác để kéo dài thời gian ra để mình có thời gian mình hoàn tất được cái công việc giao phó đó là gia hạn hồi nãy thanh việt đưa một cái ví dụ là chúng ta có cái bằng lái xe, nó uh, chúng ta vừa mới nhận được cái bằng lái xe, thì không thể nào chúng ta đem ra hạn ngày hôm sau đem ra hạn liền lập tức hay tuần sau đem ra hạn, mà chúng ta phải sử dụng cái bằng lái xe đó cho đến khi mà nó sắp hết hạn, chẳng hạn như là nửa tháng trước khi nó hết hạn, một tháng trước khi hết hạn thì chúng ta đi làm, chứ không phải chờ đến một ngày trước khi hết hạn, thì cái đó là nó hơi kỳ kỳ, đúng không quý vị? Nhưng mà vừa mới nhận được một ngày hay một tuần mà đem đi thì nó còn cực kỳ hơn nữa mà người ta nó gọi là bị tâm thần được quý vị thời gian chuẩn bị xét xử được tính từ ngày thụ lý vụ án đúng không, quý vị mà nếu tội phạm nghiêm trọng theo trường hợp của bà PH là 45 ngày khi hết thời hạn này Thẩm phán chủ tọa phải có quyết định cho việc xét xử. Còn nếu mà vì vụ án phức tạp, bà bà vụ của bà PH đã nằm trong tình trạng này. Nó phức tạp, nó có quá nhiều chi tiết trong bản cáo trạng mà cần phải có thời gian nghiên cứu cũng như là xem được những cái bằng chứng nó có thống nhất với những lời kết tội, truy tố hay không. Nhưng quý vị, thì lúc đó đó quý vị, cái vị thẩm phán này, ông sẽ gia hạn. Vì thẩm phán sẽ ra thông báo gia hạn trước khi mà cái thời hạn 45 ngày nó chấm dứt. Thông thường nó khoảng là 10 ngày, và ít nhất cũng là có một số nơi sẽ là 4-5 ngày. Nhưng quý vị, khi đọc cái hồ sơ mà cảm thấy rằng, ô chỉ còn khoảng 10 ngày nữa, hay 5 ngày nữa là hết hạn. Thì chúng tôi bắt buộc phải ra thông cáo là gia hạn. Cái quá trình gia hạn này là 15 ngày. Cho cái tội hành vi vi phạm nghiêm trọng. Nhân quý vị. Như vậy thì không lẽ vị luật sư Cường hoặc là vị chánh án nếu mà vị chánh án vẫn còn giữ cái quan điểm là vụ án nghiêm trọng chứ không phải rất nghiêm trọng. Từ vì rất nghiêm trọng cái thời gian chuẩn bị nó là 60 ngày. Nhưng quý vị, nó không cần phải cộng à, nó cũng đủ đạt được 60 ngày. Còn nếu mà mình, mình vẫn giữ cái quan điểm là không không, và PH mới có phạm vi phạm nghiêm trọng thôi. Tại sao mà chúng ta cứ phải à, nói đi nói lại cái nghiêm trọng hay rất nghiêm trọng, nó có một cái chữ rất thôi mà chi mà mệt vậy thưa quý vị nghiêm trọng hay rất nghiêm trọng nó khác nhau rất nhiều và nó trở thành là một cái yếu tố quan trọng đối với người bị cáo khi mà bị xét xử à, với cái bản án rất nghiêm trọng thì hình phạt không thể nào nằm ở cái, cái mức phạt thấp nhưng quý vị mà nó phải trên cái số trung bình nghiêm trọng thì nó nằm ở ngay con số trung bình nhưng mà rất nghiêm trọng thì nó phải bên trên một chút không thể nào mà ngay con số trung bình được về cái uh, cái thời gian mà mà thụ án được đúng không quý vị rồi vậy thì không lẽ luật sư cường có một cái tính toán gì sai à, thưa quý vị không hẳn là như vậy không sai nhưng mà có thể là vận dụng cái bộ luật tố tụng hình sự nó bị sai từ vì uh, Năm bộ luật tố tụng hình sự hiện nay chúng ta sử dụng là năm 2015. Trước đó, một bộ luật tố tụng hình sự khác là năm 2003. Hiện nay thì nó hết hiệu lực rồi. Chúng ta đang sử dụng năm 2015 bộ luật tố tụng hình sự. Trong bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 đã hết hiệu lực. về cái nghị quyết số 4 năm 2004 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Thì, họ nói cái gì? Thời hạn tạm giam được tính kể từ ngày nhận hồ sơ vụ án và không được quá 60 ngày đối với tội phạm nghiêm trọng. Nhau quý vị, nếu mà chúng ta sử dụng cái bộ luật tố tụng hình sự đã hết hạn thì cái việc giải thích 60 ngày cho một cái hành vi vi phạm nghiêm trọng không có vấn đề gì. Không có vấn đề gì. Tự vì trong cái bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 và cái nghị quyết của hội đồng thẩm phán tòa nhân dân tối cao họ nói rằng cái thời gian giữ một bị cáo trong trại kể từ nhờ nhận hồ sơ để chuẩn bị cho xét xử không quá 60 ngày đối với tội phạm nghiêm trọng. Không vấn đề gì. Nhưng thưa quý vị, cái điểm ngặt nghèo ở đây đó là chúng ta không sử dụng cái bộ luật tố tụng hình sự đó nữa vì nó hết hạn rồi. Chúng ta đã có một bộ luật tố tụng hình sự mới năm 2015. Vậy thì bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 nói gì? Năm 2015 bộ luật tố tụng hình sự ra đời. Và ở trong đó cái thời hạn tạm giam và cái thời hạn giải quyết cái vấn đề để chuẩn bị cho xét xử nó giảm xuống. Tội nghiêm trọng giờ này nó chỉ còn 45 ngày chứ không phải 60 ngày. Tội phạm rất nghiêm trọng thì nó mới tăng lên 60 ngày. Như vậy cái thời gian để chuẩn bị hồ sơ và giữ cái bị cáo đó ở trong trại nó được giảm từ 60 xuống còn 45 ngày. Trong cái bộ luật tố tụng hình sự mới đang được áp dụng năm 2015. Tại sao mà lại có cái vấn đề giảm và không cho phép cộng như vậy? Thưa quý vị, để nhằm hạn chế cái việc lạm dụng ra lệnh tạm giam kéo dài ảnh hưởng đến cái quyền lợi của bị cáo và lệnh trong lệnh cũng như là đáp ứng được cái yêu cầu hiến pháp năm 2013. Hiến pháp năm 2013 ra đời 10 năm sau khi bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 ra đời. Và trong cái hiến pháp này, chúng ta, quốc hội đã nêu rất rõ là muốn bảo đảm quyền con người trong việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn, tạm giữ, tạm giam đảm bảo việc xét xử và bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 đã sửa đổi vấn đề này của năm 2003. Nghĩa là vì cái hiến pháp năm 2013 ra đời và trong đó nêu cao cái tinh thần bảo đảm cái quyền của bị cáo, nhau quý vị. Vì vậy họ không muốn cái câu chuyện là tòa ra một cái thời gian tạm giam quá lâu. Nhưng quý vị, nó lại là bị cái chuyện mà lệnh chồng lệ. Rồi bị uh, cái quyền lợi của bị cáo bị vi phạm một cách nghiêm trọng. Ở đây thân việc sực nhớ tới rất là nhiều những quý anh chị đã cho rằng án bị cáo. Thì không còn cái quyền gì. Đập nét. tay nha quý vị. Đúng là họ mất một số quyền. Nhưng phần lớn cái quyền của một người công dân bình thường họ vẫn còn. Cụ nhà báo sao giải pháp bông hồng thép vẫn gửi tờ đơn tố giác tố cáo về ông LV ra ngoài. Nhớ quý vị, quyền tại một phiên tòa người bị cáo vẫn có một cái quyền quyền của người bị cáo Và vì vậy, theo cái hiến pháp của năm 2013, họ nêu rõ cái quan điểm để bảo vệ quyền lợi của một bị cáo. Vì vậy, họ tách rời ra. Tách rời ra. Khi nào sử dụng hết 45 ngày mà cần gia hạn nữa, thì tôi cho phép thêm 15 ngày nữa. Chứ không thể nào làm một trò một lúc 60 ngày. Nếu mà vẫn giữ cái quan điểm là vẫn cái tội nghiêm trọng. Làm hết đúng 45 ngày. Chuẩn bị hồ sơ, nghiên cứu hồ sơ, xem các chứng các bằng chứng. Nếu mà cảm thấy rằng ồ tôi chưa xong, chưa nghiên cứu xong, chưa xem xét hồ sơ xong, gia hạn thêm 15 ngày nữa đối với tội nghiêm trọng. Đó là bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 sửa đổi để tách cái con số 60 làm hai giai đoạn. Giai đoạn ban đầu là chuẩn bị. Là nếu mà chưa chuẩn bị xong cái việc xét xử mà hết thời gian thì được thêm 15 ngày. Để tổng cộng là 60 ngày. Nó rõ ràng như vậy, kính thưa quý vị. Và thành việc mong muốn rằng chúng ta không nên nhầm lẫn. Không, không nên nhầm lẫn chúng ta có thể là bất đồng quan điểm với bà pH chúng ta lên án cái hành động của bà pH ảnh hưởng đến xấu đến xã hội và đến thế hệ trong tương lai cho rằng cái chuyện làm của bà là một cái sự chấp nhận trong bất cứ một xã hội nào điều đó hoàn toàn sai hành động của bà không được chấp nhận ở bất kỳ một xã hội nào một quốc gia nào dù là đạo luật nào họ có đều không được chấp nhận dù là không có án hình sự nhưng vẫn bị dân sự và còn có khi là còn nặng hơn cả hình sự. Đó là những điều mà chúng ta cần phải nắm vững. Và chúng ta không thể nào sử dụng một bộ luật tố tụng hình sự đã hết hiệu lực để giải thích đối với thân việc. Việc đưa lên 60 ngày nó nằm ở cái quan điểm là hành vi vi phạm đã bị tăng từ nghiêm trọng đến rất nghiêm trọng và một cái khả năng cực kỳ cao là hồ sơ có thể bị trả lại vì cái yếu tố là có hai lá đơn tố giác tố cáo có liên quan đến một người quý vị trong à, có quan hệ với bị cáo và có khả năng thể hiện cái vai trò đồng phạm. Với những cái yếu tố đó và theo đúng bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, hồ sơ có thể được trả về một cách nghiễm nhiên theo đúng luật pháp, chứ không phải là hà khắc, khắc khe đối với bà Thị Hằng. Nhưng chúng ta không thể nào cộng, hoàn toàn không thể nào cộng được okay. Nếu vẫn còn giữ nghiêm trọng thì nó chỉ 45 ngày. Và điều khoảng một điều uh, uh, trong cái uh, điều luật 277 cũng nêu rõ rất là rõ luôn. Cái thời gian chuẩn bị vụ án không thể nào dài hơn. Xin lỗi quý vị, thời gian tạm giam không thể nào dài hơn thời gian chuẩn bị vụ án. Trong cái quá trình chuẩn bị xét xử. Không được. chúng ta không thể nào gộp chung lại cái thời gian tạm giam để chuẩn bị xét xử rồi cộng với thời gian gia hạn cùng một lúc, điều này không chấp nhận. Điều này là vi phạm hiến pháp năm 2013. Nếu mà chúng ta vẫn còn giữ cái quan điểm rằng hành vi vi phạm là nghiêm trọng. Còn nếu mà hành vi vi phạm rất nghiêm trọng thì cái thời gian cho phép để chuẩn bị vụ án là 60 ngày không có vấn đề không có vấn đề gì cả. Nhưng quý vị, không có vấn đề gì cả. Còn nếu mà vẫn là nghiêm trọng, thì nó chỉ 45 ngày. Sử dụng hết 45 ngày, gần hết 45 ngày thì gia hạn. Và không được cộng trước. Cộng trước là năm 2003, Bộ Luật tố tụng Bình Sự đã hết hạn mới làm vậy. Đây là một cái điểm chúng ta có thể cho rằng dù gì, tới lui gì thì cũng vậy chi cho nó mất thời gian, chi cho nó mất công văn giấy tờ, làm luôn một lúc. À, thưa quý vị, đôi khi luật pháp đó quý vị đã ra, luật đã ra, hiến pháp đã ra, thì chúng ta bắt buộc phải theo. Và đó là những cái cái điểm mà nó cho cái người bị cáo một cái quyền lợi. Rõ ràng. Mặc dù chúng ta không thích bị cáo đó, nhưng họ có cái quyền và được hiến pháp bảo vệ nhưng quý vị họ đôi khi không cần sự bảo vệ của chúng ta nhưng hiến pháp bảo vệ họ đó là một cái à, chuyện tối cao cần thiết phải được bảo đảm thân vị à, vừa trình bày cho quý vị thì à, suy nghĩ cái quan điểm à, mặc dù hoàn toàn không thay đổi cái à, nhận xét về cái hành động của Pah tuy nhiên dù có ghét dù chúng ta không oán. pháp luật phân minh được áp dụng một cách công bằng không nặng đối với người ta ghét không nhẹ đối với người ta thương tất cả đều phải công bằng thì nó mới có cái tính nó mới đầy đủ cái sự công lý ở trong đó đúng không thưa quý vị còn nếu không thì à, à, chúng ta sẽ có một cái sự nhân nhượng mà nhân nhượng được một người thì sẽ tiếp tục nhân nhượng những người còn lại. Và nếu không đó quý vị sẽ bị so sánh và sự, sự ai oán. Nếu pháp luật công bằng, không ai ở trên pháp luật thì tất cả mọi chuyện sẽ không có một cái sự phản biệt nào được. Thân Việt xin tạm dừng chương trình ở đây và xin kính chúc quý vị một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc và bình an. I love you